Đây là My Square Park nha, ở Little Sài Gòn, quận Cam, Cali, thành phố Fountain Valley. Little Sài Gòn được ráp danh bởi 4 thành phố, đó là Westminster rồi tới Fountain Valley, rồi tới Santa Ana và Garden Grove. Nên đôi khi nói về Little Sài Gòn là chủ tượng, đó là nói về các thành phố xung quanh nữa. Và ở đây sơ sơ có khoảng chừng hơn 30.000 người Việt Nam sống ở 4 thành phố này. Nói chung lại ở California đó, miền Nam California chúng tôi thì có hơn 300.000 người Việt Nam sống ở thành phố này. Nếu quý vị muốn retire về hưu là người Việt Nam mà sống ở các tiểu bang khác thì buồn lắm. Ok, về đây sống với chúng tôi hưởng nha. California, ở California Little Sài Gòn này đó, chúng tôi có cái gì thì ở bên Việt Nam có cái đó. Ok rồi, tí nữa nói chuyện sau. Thank you for watching, bye bye. Man Square Park này đó, vịt trời. Nó biết, nó cũng khôn lắm. Chỗ nào đẹp, chỗ nào mà có bà con cho ăn là nó tới, nó hưởng. Vì cảnh đẹp nên những người xung quanh đây hay chọn My Square Park này để làm đám cưới lắm, ra chụp hình này là làm đám cưới. Tất cả đều free hết. Beautiful. No, bro. Beautiful. Am I in the picture or no? Huh? Am I in the video or no? Oh, no. Oh, why you say it's beautiful? My Square Park, mênh mông nha quý vị. Mênh mông. Cái cờ Mỹ ở đó, cái cờ Liên đoàn Hướng đạo Trùng Dương tại đó. Đường mà xe chạy đó là đường Adventure ở Fountain Valley. Đầu kia đó, cái đường đâm ngang qua, cắt ngang qua Edinger, cái đường đó là đường Euclid, nên nó nằm ở góc Edinger, Euclid, chạy ngang qua là Warner, và chạy nữa là Brookhurst. Ok, My Square Park, công viên đẹp nhất quận Cam, California, Little Sài Gòn. Thank you. Bye bye. Hello, Vinny Trần đang ở My Square Park nha. Đây là một cái công viên 1 dặm vuông của Mỹ, nên người ta gọi là
at the My Square Park, okay? And ở Little Sài Gòn, California, USA, Mỹ, thì liên đoàn hướng đạo Trùng Dương, các em là hướng đạo sinh Việt Nam, người Việt gốc người Mỹ gốc Việt đang sinh hoạt ở đây, thì tôi được biết đó các em đang học tập. Why the compass has water in there? Who can answer that question? What happened is not water. The needle would damage easy, right? So the water will keep the needle from damaging. Because sometimes you drop on the floor, done, right? And the water keep the magnetized longer. Because one day the magnetite is losing the magnetite. It never points to north anymore. If I'm going to south, no, just kidding. But it never correct. It's off a lot. So the water has maintained the needle, protect the needle. Okay, magnetized needle. Yeah. How it lasts as long you keep it is right. So don't put in the hot weather, sun, and expose it too much hot, and then at home you protect correctly. Don't stick this one close to the metal, a lot of metal around it, because it's right? And this metal here, I only put together with my hand, my metal tube together, and then I put the hand like this, I put it inside the hat, I keep it there. And it keeps it cool in my hand. So that way, hướng dẫn viên, các vị niên trưởng chỉ nói tiếng Anh thôi, là bởi vì các em sanh đẻ ở đây, nên hiểu tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Việt. Thường về các anh chị đang hướng dẫn các em sử dụng la bàn. Okay, here's my map. This one called Topo map. Nếu mà quý vị có con em muốn gia nhập hướng đạo viên, hướng đạo Việt Nam ở vùng Little Sài Gòn thì xin liên lạc với các anh chị em ở đây nha. This map is for jungle or forest, a place that no man-made stuff. There's no man-made road, right? There's no pavement or anything to man-made thing, right? Nature area. So this map here, how do I light up my map to the north? Who can tell me where is the north from your compass? That's step one. Who can do that? Dạ, xin chị cho hỏi nếu mà các con cháu muốn gia nhập đoàn này thì liên lạc với ai và số điện thoại số mấy thì chị? Liên lạc với tụi em được ạ. Dạ vâng, tụi em là số điện thoại số mấy, tên gì, liên lạc với ai ạ? Anh có thể vô website Liên đoàn Trùng Dương đó. Website Liên đoàn Trùng Dương, World Wide Web, Liên đoàn Trùng Dương .com. Dạ vâng, ok, đó quý vị nghe đó nha, Liên đoàn Trùng Dương, World Wide Web, Liên đoàn Trùng Dương .com. Cho các con em sinh hoạt ở đây. Why? Because we will tell you. Thích quá. Rồi, Vinny Trần đến từ Sài Gòn nha, California. Ok, một ngày rất là đẹp tại đây. Đây nè. Cờ Việt Nam, cờ Mỹ và cờ Liên đoàn Trùng Dương. Liên đoàn Trùng Dương nha, World Wide Web,
liên đoàn trùng dương.com. sinh hoạt tại Little Sài Gòn, quận Cam, California. Và đây là My Square Park. Mỗi cuối tuần, tôi nghĩ là hôm nay là thứ bảy, thì các em họp mặt tại đây đó. Rồi, cảm ơn quý vị nha. Bye bye.